Kính chào quý khán giả đang theo dõi nhịp sống kể mới của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Mở đầu là thông tin chúng tôi cập nhật về cơn bão gần Biển Đông, bão có tên quốc tế là Ma'on. Hiện bão có sức gió mạnh cấp 10, dự báo trong 24 giờ tới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, gây mưa to gió lớn trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines. 48 giờ tiếp theo, bão sẽ đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Để chủ động ứng phó với bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin để chủ động phòng tránh. Thực hiện chỉ đạo này, tỉnh Nghệ An chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, kịp thời ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Tại các huyện, thị xã ven biển như Hoàng Mai, Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, do ảnh hưởng của bão, dự kiến khả năng sẽ có mưa to, diễn biến thời tiết có thể có những phức tạp về sóng to gió lớn. Các huyện miền núi có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét. Hiện một số hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh cũng đang lên phương án xả lũ. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý được đăng trên các báo sáng nay qua phần trình bày của anh Minh Thiện. Những ngày qua, thông tin về khả năng những sản phẩm MacBook và Apple Watch sắp tới sẽ được sản xuất tại nước ta được nhiều người quan tâm. Việt Nam, điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ. Báo điện tử VTV vừa đăng nội dung này. Theo đó, Foxconn, nhà cung cấp của Apple, đầu tư thêm 300 triệu đô la Mỹ vào miền Bắc Việt Nam. Trước đó, Samsung đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất thử nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 7 năm tới và đầu tư 1.5 tỷ đô la Mỹ. Môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định về chính trị, chi phí lao động cạnh tranh và khả năng kết nối với các nền kinh tế trên thế giới là điều kiện để nước ta trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ lớn. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ là hạn cuối các tỉnh thành trên cả nước phải giải ngân gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy nhiên đến nay, tiến độ giải ngân chỉ đạt 16% so với dự kiến. Thông tin này được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Những ngày tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ cử nhiều đoàn công tác đến các tỉnh chỉ đạo gỡ khó để tiền đến tay người lao động, giúp hoàn thành theo kế hoạch giải ngân vào cuối tháng. Điều này cũng rất ý nghĩa cho những gia đình có con đang đi học. Gần đến ngày tựu trường, sốt ruột trước bao nhiêu khoản cần phải trang trải. Các báo sáng nay cũng đồng loạt đưa tin Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17 giờ ngày 23 tháng 8 để tạo thêm điều kiện cho các thí sinh tự đăng ký chỉnh sửa thông tin. Bộ cho rằng qua tiếp nhận cho thấy chỉ còn những thí sinh nhầm lẫn sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Do đó, Bộ thông báo về việc mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển để thí sinh tự đăng ký chỉnh sửa. Tính đến chiều ngày 20 tháng 8, hạn cuối để thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh ghi nhận hơn 940.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, có đến hơn 325.000 thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống. Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi Trẻ có bài viết hơn 325.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển trên hệ thống, bình thường hay bất thường. Nội dung nêu rõ chưa có thể nói là điều bất thường, bởi đây mới chỉ là năm đầu tiên các trường đại học phải xét tuyển lọc ảo chung tất cả các phương thức. Nhưng con số này gây bất ngờ cho các trường đại học. Nếu thực sự số lượng thí sinh không tiếp tục đăng ký xét tuyển trên hệ thống mà chuyển sang xét tuyển vào các trường cao đẳng, thì đây là đáng mừng. Như vậy, sự phân luồng sau trung học phổ thông bắt đầu có tác dụng. Tuy nhiên, điều này cần phải chờ được đánh giá kiểm chứng qua kết quả tuyển sinh của các trường cao đẳng. Tôi vừa điểm qua các thông tin nổi bật có trên các báo. Tiếp theo chương trình là phần tin nóng và cập nhật. Người ở nhiều tỉnh miền Tây và miền Đông tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền lúc nửa đêm tại quán cà phê bị lực lượng công an bắt quả tang.
Trước đó, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán cà phê Anh Vi, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh do Nguyễn Văn Linh, 39 tuổi làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 20 người đang đánh bạc trái phép dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Các con bạc có độ tuổi từ 22 đến 58 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Trà Vinh, tỉnh Đồng Nai và Hậu Giang. Qua làm việc, bước đầu con bạc khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Văn Linh đứng ra tổ chức và ăn chia tiền sâu với Lâm Quốc Việt cùng tỉnh. Mỗi ván các đương sự cược từ vài trăm ngàn đến 6 triệu đồng. Tin từ cộng tác viên của truyền hình Hậu Giang vừa chuyển về, cô gái 21 tuổi ở Bạc Liêu sau khi đến bệnh viện khám bệnh cùng với anh trai, nhưng đến nay cô mất tích một cách bí ẩn. 3 ngày qua, bạn bè đi tìm kiếm khắp nơi về việc chị Nguyễn Thị Nhã L, 21 tuổi, cùng anh trai đến bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic để khám bệnh nhưng không trở ra, gọi điện thoại thì số máy không liên lạc được. Sau khi trích xuất từ camera an ninh của bệnh viện, ghi lại hình ảnh một cô gái được cho là chị L, đội nón kết đen, đeo khẩu trang, áo khoác trắng, quần jean màu xanh, có đeo ba lô ở phía sau, xuất hiện tại khu vực tiếp nhận của bệnh viện lúc 6 giờ 30 phút và rời đi khỏi bệnh viện lúc 6 giờ 34 phút. Hiện gia đình cùng bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic chuyển thông tin hình ảnh trích xuất camera đến cơ quan công an để phối hợp hỗ trợ đi tìm kiếm. Tất cả đều mong chị L sớm trở về với gia đình, cũng giống như trường hợp em gái 14 tuổi sau đây. Sau 20 ngày mất tích, đã có phép màu đến. Chiều ngày 21 tháng 8, Công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân về việc trên địa bàn xuất hiện một cháu gái có nhiều đặc điểm giống với hình ảnh cháu gái 14 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh mất tích, lan truyền trên mạng xã hội và báo chí những ngày qua. Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh. Tại cơ quan công an, cháu gái thừa nhận mình bỏ nhà đi vào ngày 31 tháng 7. Bước đầu xác định em bỏ nhà đi là do áp lực từ việc học hành và từ người thân. Ngay sau đó, công an phường liên lạc với gia đình cháu gái ở thành phố Hồ Chí Minh đến trụ sở công an làm các thủ tục nhận lại con. Qua sự việc cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần tìm hiểu và có phương pháp giáo dục quản lý con em tốt hơn, tránh gây áp lực để có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Con trẻ ở lứa tuổi hoàn cảnh nào đều rất cần sự quan tâm của gia đình, vì chỉ cần một phút lơ là, không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Câu chuyện giả làm y tá để bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện huyện Chương Mỹ, Hà Nội là một ví dụ. Nội dung này sẽ có trong vấn đề hôm nay ngay sau đây. Thưa quý khán giả, mấy ngày qua, vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện ở Hà Nội vẫn còn là tâm điểm của dư luận. Vì vụ bất thành nhưng để lại cho các bậc cha mẹ bài học sâu sắc về tinh thần cảnh giác. Trước đó, có nhiều vụ kẻ gian vào bệnh viện cải trang thành bác sĩ, nhân viên y tế, người nhà của sản phụ để bắt cóc trẻ, gây rúng động dư luận. Nhưng không phải lúc nào phụ huynh cũng may mắn hay thành công bảo vệ con, bởi kẻ xấu luôn có đủ chiêu trò thủ đoạn. Đầu năm 2014, Lê Thị Bích Trâm, sinh năm 1989, tạm trú huyện Chà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh bệnh viện đa khoa quận 7. Xách theo giỏ đồ với nhiều vật dụng chăm sóc em bé. Đối tượng giả làm người già đi thăm sản phụ, thành công làm quen chị T vừa sinh bé trai. Sáng hôm sau, lợi dụng lúc mọi người không có ở phòng, Trâm ẵm bé trai bỏ trốn. Để xóa dấu vết, người này thay đổi 3 lần xe ôm về nhà chồng ở huyện Bình Chánh. Sau 4 ngày, cảnh sát tìm ra Trâm, đối tượng thừa nhận hành vi bắt cóc. Trước đó, tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Hà Nội, xảy ra vụ chiếm đoạt trẻ em gây rúng động dư luận. Nạn nhân là bé trai vừa tròn 3 ngày tuổi, nghi phạm giả danh bác sĩ, nói với sản phụ đưa cháu đi xét nghiệm, nhưng sau đó không trở lại. Sau 5 ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1982, quê Bắc Giang. Cuối năm 2017, Huỳnh Thị An, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang,
chăm sóc cháu điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang thì gặp anh X ngụ huyện Tri Tôn đưa vợ đến sinh con. An tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ anh X chăm sóc vợ và bé trai sơ sinh, sau đó được vợ chồng anh thuê phụ giúp với tiền công 150.000 đồng một ngày. Lợi dụng lúc sơ hở, đối tượng mang đứa trẻ ra ngoài thuê xe ôm bỏ trốn. Qua điều tra, công an thành phố Châu Đốc bắt giữ An và giải cứu đứa trẻ an toàn. Trở lại vụ việc gần đây nhất, tối 19 tháng 8, Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1989, mặc áo trắng giống nhân viên y tế tới phòng chăm sóc sau sinh của Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ. Người này thông báo con chị H bị vàng da, cần đưa đi sang phòng khác rồi ẵm cháu bé đi. Bà của cháu bé đi theo làm Tuyến lúng túng. Sau đó đối tượng bị một bác sĩ phát hiện vạch trần rồi cùng người nhà giành lại cháu bé. Tuyến bỏ chạy nhưng bị lực lượng bảo vệ bắt giữ. Người bà lo lắng nên đi theo cháu. Vì bác sĩ cảm thấy điều bất thường bởi đối tượng mặc đồ y tá nhưng không có logo của bệnh viện. Chính sự quan tâm, tinh ý từ gia đình và bác sĩ giúp ngăn chặn thành công một vụ bắt cóc. Dù động cơ bắt cóc là gì thì hành vi này cũng không thể chấp nhận. Pháp luật có quy định rõ ràng và sẽ xử lý nghiêm minh. Hành vi bắt cóc trẻ em gây ra nỗi ám ảnh với trẻ em và cả người lớn. Đây là khởi đầu cho một chuỗi những tội ác bất hạnh có thể diễn ra ngay sau đó, nên cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh. Hơn lúc nào hết, tinh thần cảnh giác của phụ huynh cũng như biện pháp tăng cường bảo vệ, kiểm tra, giám sát của các cơ sở y tế là lá chắn hiệu quả bảo vệ con trẻ. Thương sẽ đẹp hơn bên những con đường thẳng tắp, những cây cầu nối dịp đôi bờ, những dòng sông vẫn hiền hòa chở nặng phù sa. Từ lâu con sông quê trở thành biểu tượng thân thuộc và gần gũi quá đỗi với mỗi người. Với mỗi người miền Tây, đây là hình ảnh thân thương gắn liền với những năm tháng tuổi thơ. Từ thành công của Hậu Giang Tình Đất Tình Cười và Về Bạc Liêu Ghé Điệu Quài Lang, hành trình của Thương Lắm Miền Tây kỳ 3 với chủ đề Sóng Nước Cửu Long được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang thực hiện tối qua. Chương trình được truyền hình trực tiếp và qua sóng nhiều đài phát thanh truyền hình trên cả nước. Qua đây tái hiện bạch nguồn của những dòng sông mà mỗi người sẽ tìm thấy mình trong đó để thêm yêu quê hương xứ sở. Gần 90 phút diễn ra, chương trình là khúc hát ngợi ca vẻ đẹp bình dị nhưng lại rất đổi hào hùng của sông nước miền Tây, là nơi mọi người tìm về những nét văn hóa mộc mạc chân phương được gìn giữ qua hàng thế kỷ. Sóng nước Cửu Long là sự trộn lẫn máu xương, mồ hôi và nước mắt của lớp lớp người quên mình gã xuống để vùng đất này thêm mát ngọt phù sa. Dẫu bình dị hay hào hùng, dẫu lớn hay nhỏ, nông hay sâu, sóng nước Cửu Long vẫn mãi dỗ vào lòng người biết bao kỷ niệm để mỗi người nguyện phấn đấu từng ngày đáp trả ân nghĩa của dòng trôi qua giao dòng chảy chung của một vùng châu thổ đang tràn đầy khát vọng dâng lên. Chương trình nghệ thuật Thương Lắm Miền Tây do Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang thực hiện định kỳ hàng tháng là nơi những dòng sông yêu thương từ trăm nẻo gặp gỡ, hòa chung một dòng chảy lớn, góp phần thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị. Đến năm 2030, xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng phát triển văn minh, sinh thái bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước. Sông nước hiện diện hầu như ở khắp mọi nơi trên mảnh đất Việt Nam, tứ tắm cho một nền văn hóa nông nghiệp trù phú, tăng thêm nét dịu dàng, nên thơ, trữ tình cho phong cảnh làng quê. Thời điểm này, mùa nước nổi đang tràn đồng ở các huyện đầu nguồn. Mùa nước nổi là mùa mưu sinh của những người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài cá linh, bông điên điển, cua đồng chính là sản vật giúp cho người dân có thêm thu nhập. Chủ một vựa cua đồng ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, một tháng trước số lượng cua đồng thu mua chỉ từ 300 tới 400kg mỗi ngày, còn hiện nay tăng gấp đôi. Phần lớn cua được người dân đặt lợp, mỗi người có thể kiếm được từ 20 tới 30kg, giúp có thêm thu nhập khoảng nửa triệu đồng một ngày. Đặt lợp, giăng câu, thả lưới, bắt
cá, tôm, ốc giúp người dân có thêm thu nhập. Những chuyến đi khai thác thủy sản bắt đầu từ tờ mờ sáng đến trên các chiếc thắt ráng, giỏ composite, gắn máy đuôi tôm chạy phăng phăng trên đồng nước, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Những ngày này, người dân thu về những mẻ cá đầu tiên. Mùa nước nổi năm nay, bà Dương Thị Náo, cụ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, chuẩn bị xuồng và hơn 20 tài lưới để chặn bắt cá trên cánh đồng ở xã Thường Thới Hậu A. Bà cho biết nước lũ tràn về hơn một tuần nhưng hiện còn thấp nên lượng cá tôm chưa nhiều. Với 20 tài lưới thu về khoảng 3 kg cá đồng, chủ yếu là rô phi, mè dinh, cá rô. Những mẻ cá đầu tiên này làm bữa cơm gia đình thêm phong phú, vừa giúp bà có thêm thu nhập. Cái nó cầm đó thì cá phi thì nhiều, có khi 100 mấy, có khi là 70-80, có bữa không có luôn, đủ ăn. Cũng như là cá đồng là người ta thích nhiều hơn cá nuôi vậy đó, mình đem về nhiều là mình bán được hết. Nó mắc hay rẻ thôi. Hiện cá đồng có giá bán từ vài chục ngàn đến gần 200 ngàn một ký tùy loại. Ngoài giúp người dân có thêm thu nhập, hình ảnh bơi xuồng giăng lưới bắt cá làm bao cảm xúc lại dâng trào trong ký ức của người dân miền Tây mỗi khi còn nước về. Về xứ sen hồng Đồng Tháp mùa nước nổi, bắt con cá lóc nướng trui cuốn cùng với lá sen non chấm nước mắm me thì còn gì bằng. Món ăn dân dã này vừa được xếp vào những món ăn đặc sản mang hơi thở của vùng miền do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Trung tâm Thớp Việt Nam bình chọn. Sau một thời gian tiếp nhận xem xét hồ sơ đề cử các món ăn quà tặng đặc sản của các tỉnh thành trong cả nước, thông qua hành trình tìm kiếm và quảng bá các món ăn đặc sản đặc biệt của 63 tỉnh thành Việt Nam, hai đơn vị này chọn lọc ra 100 món ăn đặc sản và 100 đặc sản quà tặng đặc sắc, độc đáo, mới lạ. Ngoài cá lóc cuốn lá sen non, trong danh sách những món ăn đặc sản có nhiều món mới lạ với tên gọi hấp dẫn như cá gỏi kiến chàng ở Kon Tum, chù ụ trang me ở Trà Vinh, bà giảng của Sơn La, khoa kè chùa thịt ở Tuyên Quang, cháo phi cầu xài Hậu Lộc của Thanh Hóa, bún xiêm lo và quả Long An, phở gan cháy đắp cầu của tỉnh Bắc Ninh. Về đặc sản quà tặng nổi bật có miếng chồng đèn phi đén của tỉnh Cao Bằng, chấm chéo ở Điện Biên, snack và cá thác lát của Hậu Giang, khô nhái An Giang, táo muối Bàn La của Hải Phòng, tỏi mía Mai Châu Hòa Bình. Bình chọn 100 món ăn đặc sản và 100 đặc sản quà tặng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thực hiện liên tục qua các năm, bắt đầu từ năm 2010 đến nay, với sứ mệnh mang tinh hoa Việt Nam ra thế giới và mang tinh hoa thế giới về Việt Nam. Việt Nam có rất nhiều món để thưởng thức và cũng nhiều nơi để đi với những nét đặc trưng riêng nếu chân bao du khách. Thông tin vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.